Trong những ngày rảnh rỗi vì giãn cách xã hội, MC chấn Thành giải trí bằng cách chơi lại trang, chuyển giới, khi biến những đồng nghiệp của mình thành các mỹ nhân. Trong ảnh, nam MC ví mình như bản sao của ca sĩ Tóc Tiên. Phan dễ dàng nhận ra Sơn Tùng M, thành phố nhờ đôi mắt cùng môi trái tim. Eric trông như một mỹ nhân xứ hàng với tóc xoăn dài bồng bềnh. Isaac khiến Phan khó nhận ra khi được chấn thành biến hóa danh hài trường giang chỉnh chu và nghiêm túc khi thành nữ giới. Ali Hoàng Dương tự nhận mình giống gái Nhật. Nghệ sĩ Hài Vân Dung cũng đu trang khi cho các táo quân lột xác. Trong ảnh, Nam Tàu Xuân Bắc được khen trẻ trung, xinh đẹp với áo sơ mi trắng và mái tóc xoăn. Bắt đầu, nghệ sĩ nhân dân công lý, trông vẫn khá nam tính. Tự Long được mết úp kỹ lưỡng với môi đỏ, má hồng. Nghệ sĩ Quang Thắng không có nhiều khác biệt ngoại trừ mái tóc dài. Ngọc Hoàng, Quốc Khánh trẻ ra vài tuổi nhờ làn da trắng mịn, không một nếp nhăn. Trần